Bây giờ tao đang làm ăn vậy thì mày biết rồi. Nhưng mày tin tao đi. Mày tin tưởng tao. Tao không có như vậy hoài đâu. Tao biết. Tao sẽ cố vượt lên. Đúng. Tao sẽ làm ăn. Nếu tao không khá. Mày yên tâm đi. Đám cưới của mày. Tao lo hết. Vui mà được rồi. Hoành tráng lắm Sơn à. Tao hứa tao giữ lời. Tao hứa tao sẽ lo đám cưới mày mà tao lo. Thôi lụa lụa. Thôi được rồi lụa. Chuyện của tụi tao. Để tụi tao tự lo. Nhưng mà tao phải nhúng tay vô hả? Rồi được rồi. Thôi được rồi. Bây giờ làm sao này. Kiếm tiền nè. Để cho đưa cho cổ. Để cổ có tiền ở cổ lo cho mấy đứa em của cổ. Rồi còn bà mẹ ở dưới quê nữa. Thiệt tình. Tao cảm ơn bà gái mày lắm. Giúp đỡ cho tao như vậy tao cảm ơn lắm. Bây giờ tao phải làm sao để trả ơn lại cho bạn gái mày với mày. Thôi được rồi. Lúa à. Mày suy nghĩ được vậy là tốt rồi. Sao đâu. Mày yên tâm đi. Tao hứa với mày. Tao sẽ lấy số tiền đó lại. Tao sẽ lấy số tiền đó lại. Có mới nói nha cha. Bây giờ tao lại mày. Bây giờ mày làm ơn phước mày suy nghĩ nè. Bây giờ đi hay là ở. Thấy không. Còn để tao có thời gian tao chạy ra tao đi đâu kiếm tiền nữa. Thấy không. Ôi ơi. Hai thằng không lẽ giờ mình cứ trốn chui trốn nhủi về hoài hả? Phải có một thằng ra, đi ra làm để kiếm tiền để còn sống nữa. Chứ không lẽ đời tao với mày bây giờ mày á là để cho vợ mày lo, còn tao tao bòn rút tiền người yêu tao hoài vậy hả? Tao biết nhưng mà bây giờ tao không có tính cái gì được trong lúc này đó. Tao rối lắm rồi. Vậy mày kêu tao qua đây làm gì? Tao kêu mày hồi nào mày qua chứ tao kêu hồi nào. Vợ mày làm ở đâu? Mày hỏi chi? Thì mấy mốt tao đáp nghĩa tao kiếm nó. Giờ tao làm xí nghiệp. Làm gì xí nghiệp gì? Xi măng hay là thép? Xí nghiệp may. Đông không? Đông lắm. Cho tao gửi lời thăm hết như công nhân trong nha. Nói vợ mày nhắn giùm. Con quỳ con lại cha. Bây giờ cha khỏi lo cái gì hết. Cha làm ơn cha nằm đây đi ha. Rồi cha nằm cho suy nghĩ sao kiếm tiền đi. Để trả lại cho anh ta. Bây giờ tao không có nói cái gì với mày hết trơn á. Cái chuyện đám cưới mày tao lo. Nhưng mà bây giờ trưa rồi. Có người đến thăm tao. Khỏi nuôi. Có người đến thăm nuôi. Khỏi đuổi. Khỏi đuổi. Tao về được. Không phải tao đuổi. Cái ơn của mày với bồ mày á đối với tao tốt rồi. Nhưng mà trưa rồi. Tao biết trưa rồi mày không đuổi cũng vậy. Tao về. Mệt quá. Đám cưới mày tao lo mà. Mày đừng có đuổi tao. Ơi mày cứ hiểu lầm tao hoài. Tao đâu có đuổi mày đâu mày đó. Không đuổi mày chửi cha tao chứ không đuổi. Đám cưới mày tao lo được rồi. Thôi cảm ơn. Sao đi à mày. Dạ chào anh. Ủa hôm nay anh thấy đi trễ nữa hả? Dạ không, anh mất đi công chuyện với anh Dương. Ủa anh Dương không nói với anh sao? Không. À vậy thôi. Tôi vào trong làm việc. Không. Ủa chị sao Thơm? Em lên đây sớm vậy? Dạ còn chị sao chị lên đây sớm quá vậy? Chị lên chị tính tưới mấy cái hoa này nè, chứ không thôi chút xíu nữa chị đi làm là không có thời gian. Em lên đây để tính phơi nắng hoa phải không? Dạ chị hả, em thấy chị á chăm sóc bông hoa giống như là chăm sóc con cái vậy đó. Mà chị có bé Bi chưa? Chưa. Thôi để chị đi lấy nước chị tưới hoa giùm cho em nha. Dạ. Mà nghĩ cũng buồn. Đôi khi cũng muốn có cháu để ẵm bồng. Cưới nhau đã gần 3 năm rồi vậy mà không thấy gì hết trơn à.
Buồn thì buồn, nhưng mà phải do duyên số. Biết đâu không có cháu mà có chồng. Ông này, nói chơi thôi. Cái số có cháu là sẽ có cháu, đừng có lo gì hết trơn, thấy không? Duyên số cái gì? Tôi nghi là cái gì vậy anh? Tom, đi theo nó nói đi, nó nghe hết rồi đó. Vậy hả? Nói chuyện với nó đi. Không, không. Con. Dạ. Sao má? Con đừng có giận má nghe. Má nói vậy chứ không có ý gì đâu. Má à, con đâu có giận má đâu. Con hiểu mà má. Với lại con con ơi, tại vì ngồi nói chuyện thì vui miệng là nói như vậy thôi, chứ thiệt ra má không có ý gì hết trơn á. Con biết rồi. Đừng có giận má nghe không? Con biết rồi. Thôi má ở nhà đi, con đi làm nha. Ừ, đi đi con. Nhớ nghe, không có giận má nữa nghe. Con biết rồi, con đi làm nha. Ừ. Không biết là vô tình hay cố ý nữa. Sáng nay sao mà mọi người cứ nhắc chuyện đó với mình hoài vậy ta? Hết cô Hồng, rồi má nữa. Chán thiệt là chán. Ủa cô đi chợ sớm vậy sao không đợi con qua? Con của cô á, nó điện thoại nó nói trưa nay nó lên nên cô phải đi chợ sớm. Nhưng mà cô thấy con lâu quá nên cô định gửi nhà cho hàng xóm. Dạ, thì bây giờ con lên rồi, vậy cô đi đi. Ừ ha? Thôi vậy rồi cô đi ha, con dạ. Có tiền nhà đó nghe chưa? Dạ. Cô đi. Mà con nè. Dạ. Chút trưa đó, nói bắt chí á, với má con qua ăn cơm luôn. Nha. Dạ, con đi nha. Dạ. Ai vậy? Em nè, Thơm nè. Ừ. Đóng cửa lại em. Gì vậy? Em sao vậy? Em sao vậy? Ê, em chưa có đi mua đồ ăn chanh. Để em đi mua đồ ăn chanh cái đã. Anh không có đói. Vậy có chuyện gì phải không? Ngồi xuống. Có chuyện gì phải không? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chuyện ngắn vậy. Nói đi, đừng có sợ gì hết á. Trong này không có ai theo dõi đâu. Chuyện gì? Có ai ai trước giờ đó anh hả? Có nó không? Em cứ nói. Chuyện gì? Chuyện... Em nói đi, anh nóng ruột quá. Em mà buồn, anh chịu không có nổi đâu. Chuyện gì? Chuyện là như vậy. Má đó, nói như vậy nè. Còn Thế nè. Dạ. Một lát nữa nói mấy cậu quay phim á. Dạ. Mà khi cô Lan diễn những cái cảnh ngày hôm qua đó. Dạ. Cố gắng quay cận vô người của cổ. Rồi. Cô nhìn tôi gì? À, dạ, không. Nó nói mấy cậu cố gắng tập trung vô, quay những cái đặc trưng mà những cái nét đẹp của phụ nữ đó, nâng lên, tô đậm lên. Hiểu không Vinh? Dạ hiểu, dạ hiểu. Ừ. Nhìn gì nữa? Dạ không. Còn cô Lan, bữa nay đó, khi xong vai, cô về cô chuẩn bị cái vai chánh của cô. Cái vai đó đó mới quyết định sự nghiệp tương lai của cô đó. Ha. Đó, má nói vậy đó. Trời ơi, anh tưởng chuyện gì quan trọng. Chuyện vậy có gì đâu buồn. Sao không buồn? Má nói là tại vậy.
Nó nói tại cái đó. Ủa, nó em nói với má nói rồi nào? Em nói với má nói rồi nào? Tại sao em nói em chứ? Tại anh, tại anh, tại anh hết. Tại anh, tại anh. Ừ. Trời ơi, đúng, đúng rồi, không phải em đâu. Cái gì cũng anh hết á. Tại anh, tại anh đó nên duyên mình liền canh. Không phải liền canh mà là dở dang. Bậy, đó là bài hát. Tại anh đó nên duyên mình dở dang. Nhưng mà anh với em không bao giờ dang dở, cho nên anh phải ca là tại anh đó nên duyên mình liền canh. Cái gì anh nói cũng được. Đưa cái đầu đây bác trí cho. Ơi, có cái chuyện đó mà cũng buồn, không có gì buồn hết á. Nè, bây giờ anh nói cho em biết, em đừng có tự trách em, mà anh cũng không phải là tự trách anh. Cái chuyện này là do trời sắp đặt thôi. Biết sao không? Không biết. Là vậy, không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tại trời chưa cho phép nên hai đứa mình chưa có con. Không phải tại anh thôi, đừng có nói nữa, em buồn quá, mới nói gì. Em không có biết gì hết á. Em ở dưới quê, nhiều khi em lo làm, em không có theo dõi mà báo đài. Anh lên đây anh cũng học hỏi nhiều thứ lắm. Giờ nè, tại sao mình không có con? Tại sao? Tại vậy. Lý do đơn giản. Thí dụ ở dưới quê mình làm lụng cực khổ, sáng ra đồng cắt lúa rồi anh phải đi làm thuê làm mướn, cho nên cả ngày hai vợ chồng mệt, sức khỏe kém thì làm sao? Lúc đó em nghĩ đi, làm sao có con? Tại vì sao? Vì sức khỏe hai vợ chồng đều yếu, với lại kinh tế mình chưa có thì mình sinh con ra, nếu sinh ra lấy cái gì nuôi nó, cho nên anh không muốn có con. Bây giờ nếu sau này anh ở trên này anh làm ăn mà nếu khấm khá thì sao? Thì lúc đó anh sẽ lo nhà cửa cho em và má, anh thấy anh thoải mái trong lòng, đầu óc anh thảnh thơi, lúc đó thì anh mới cho phép em sanh, mà không phải sanh thường, sanh nhiều. Trời, sanh nhiều. Anh nói kỳ quá. Cẩn chục. Có một đứa còn không có nữa lại là sanh nhiều. Đó là ý của em, phụ nữ mà lúc nào cũng muốn sanh ít để cho trẻ hả, sanh nhiều sợ già phải không? Nhưng anh không bao giờ chịu. Tại vì sao? Mình đã từ lâu rồi không có một đứa con nào hết, buồn lắm, không có con hữu hỷ. Bây giờ kinh tế thoải mái nè, tại sao không cho vợ mình sanh? Thậm chí em không có sanh bình thường. Anh nãy nói rồi, sanh 5-1 không có giống người ta, 5-1 mà có khi sanh đôi nữa. Sanh mà chị nà anh nói thôi nhiều quá, nghỉ đi em. Là ông em xã, ông xã làm em như cái máy đẻ không chịu. Sanh cho anh cỡ đội bóng thôi, đừng có sanh nhiều. Lúc đó anh sẽ làm huấn luyện viên. Thôi đi ông xã ơi, đừng có nói mơ hồ nữa. Một đứa mà cũng chưa có nữa. Yên tâm đi, từ từ vợ chồng mình sau này sẽ có con. Em đừng lo, anh hứa có mà. Anh hứa đó nha, mà em có. Em có hứa với anh một chuyện, nhớ chưa? Không nhớ tôi nhắc à. Hát cho ông xã nghe chứ gì. Chính xác. Lâu lắm rồi, từ khi tôi lên đây tới giờ không nghe cái giọng hát. Ở dưới thì hát nhiều lắm, đi ngang nhà ai mà có karaoke thì nhào vô hát y xèo. Bữa nay nè, hát lại tôi nghe coi chất giọng giống hồi xưa không. Lúc trước hồi xưa ở dưới quê em ca trong cái nhà của bà Chính á, karaoke mấy đứa nhỏ nó bu lại, nó trời ơi, anh tưởng ai, nó nói lại nghe nhỏ khom hát giống Phi Nhung. Ca đi em, nghe lại coi. Em ca lại cho anh nghe cái bài Năm 17 tuổi nha. Bài đó sao quên à? Thì thử coi. Thì em hát nha. Thử. Em hát xong rồi tới anh hát đó. Thì thử coi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thật rồi, em 18 mới lấy anh. Bỏ, còn bài này không hợp. Bài nào hai người ca thì bài đó có mình em là ca nói em thôi. Bài nào có anh với em thì mình ca bài đó. Ông xã, mình ca bài Sông Quê đi. Sông Quê, sông là hai, quê là hai quê. Rồi, bài Sông Quê. Ông xã ca trước. Ông xã hò trước. À, Sông Quê bên ở nước chảy đồ bợ hả?
chứng rồi. Rồi, rồi, rồi. Ca đi. Vô à, làm trước à. Đúng rồi đó ông xã, đúng rồi, hay quá. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài mười khờ thương thôi. Thôi ông xã cài quá đi. Vô, ca chài. Có một dòng sông chảy tràn trong thiên nga, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Tới anh. Mỗi ngày ăn trộm. Ăn trộm, trời ơi, ăn trộm mà mỗi ngày mày hát gì kỳ vậy? Chết chết, có một mình em ở đây. Ăn trộm, ăn trộm. Ở đâu? Ăn trộm ở ngoài kia. Ngoài hả? Ngoài kia. Ra ra ra, chạy ra. Anh chạy ra liền, em ra trước đi. Anh đừng có ra. Ông bậy, ra đi. Anh đừng có ra. Chạy rồi, đi rồi, chạy. Ăn trộm. Có chuyện gì vậy con? Trời đất ơi, có sao không? Con có sao không? Con không có sao hết trơn á. Nhưng mà con ở đâu mà con để cho nhà cửa tùm lum tới la trơn vậy? Con, con... Ra bị bắt trước ăn trộm. Mà thôi đi, cũng may là phát hiện được á, chứ không thôi nó làm liều là nhà mình tan mạc luôn rồi đó. Cô không sao hết hả? Không có sao. Con xin lỗi cô nha. Nghe không? Mai mốt mà mày dậy trễ hả? Ở nhà luôn đi nha, đừng có học hành gì hết á. Thằng, đưa mày vô lớp, phải năn nỉ người ta. Từng 4, 5 bữa, mày hết 4 rồi. Mẹ ơi, tại tối qua con thức học bài chứ bộ. Học bài hả? Chưa chiều sao mày không học? Mày cá treo với tao nữa hả? Mày tát mày bắt tay mày chết giặt kia. Ông ơi, cái bà đó là cái gì của con nhỏ đó vậy? Ngoại nó kêu bằng ngoại. Ngoại là bà ngoại chứ còn gì nữa. Thôi vậy cũng hỏi nữa. Bà ngoại gì mà dữ quá trời đất vậy? Bà đó là bà Dung, bà ở lầu 3 á. Dữ gì, chưa thấy à, bà đánh cháu bà còn ghê nữa. Trời ơi, bà đánh nhỏ dã man lắm hả? Chưa tới mức độ dã man, nhưng mà mỗi ngày mỗi đánh như cơm bữa vậy đó. Bữa nào bà không đánh bà ngủ không được. Rồi ba má nó đâu? Nghe nói ba nó nghèo quá, bà không cho má nó lấy. Rồi bắt má nó lấy chồng nước ngoài. Đó, rồi má nó đi đó, rồi mới để bà ngoại nuôi đó. Trời ơi, mẹ gì mà ác dữ vậy? Thà bỏ chồng cho ai mà nỡ bỏ con. Mà bà Dung nó cũng ác nữa. Dù gì nó cũng là cháu ruột của mình mà sao nỡ lòng vậy? Thôi, trên đời này nhiều người còn tệ hơn nữa bà ơi. Trời ơi. Ủa sao không biết hay vậy? Tại nãy tôi nghe mấy bà nhiều chuyện bà nói rồi tôi nghe, tôi nói lại mà không biết rõ thật hư nó làm sao. Ừ. Tại rồi, mấy bà đó nhiều chuyện nhiều mà không chuyện ít phải không? Cấp báo, cấp báo. Gì vậy? Tao dặn rồi. Cái gì đâu phải từ từ. Mày la sùm mà tao hết hồn, tao đứng tim tao chết. Mày đền nhân mạng đi không? Cái gì nói? Thôi bình tĩnh đi, mày thở từ từ mày nói. Chứ mày đứng tim mày chết trước tao à, thấy không? Cái gì đây? Bên phòng trọ bà Lan có ăn trộm ghé thăm. Nhà bà Lan bị ăn trộm. Cô à, con làm hết bữa nay cho con nghỉ nha con. Con thấy mình vô trách nhiệm quá, làm mất tiền của cô. Cô, con hứa con sẽ trả lại cho cô. Con á, thôi đi, chuyện xui rủi ai mà muốn, đừng có ý nghĩ như vậy nữa. Cứ ở đây mà làm với cô, nghe chưa? Con ngại quá cô à. Không có gì mà ngại hết trơn, cô rất là thương con mà. Thôi, cô cháu mình vô nhà dọn dẹp đi, nhà cửa tùm lum đã la hết trơn rồi kìa. Đi. Con cảm ơn cô nhiều. Thôi mời Thơm. Dạ. Bộ có ăn trộm hả con? Dạ ăn trộm, ăn trộm. Rồi có báo công an gì chưa? Báo công an nữa hả? Ủa nữa là sao? Ủa, công an tới rồi. À, thôi khỏi đi. Trời ơi. Báo cái gì ăn cắp giặt nữa mà. Với hơn nữa mốt cháu em đã lên rồi, có người chăm lo chứ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đâu có được, phải báo công an chứ, mất trộm là phải báo công an. Không báo thì ăn trộm nó thấy được nó làm tới đó nghe. Nó vô nó dọn hết cái nhà luôn, không còn món nữa.
Thôi đi mà, cái chuyện của nhà em mắc gì anh lo chứ cho nó mệt. Ờ đúng rồi, cái chuyện nhỏ làm tùm lum ra làm chi. Thôi vậy cái gì? Bỏ qua đi ha. Đó thấy không, chị cũng nói vậy kìa. Thôi bỏ qua đi, anh đừng lo nữa. Bỏ qua đi bác Chí. Bà thôi được rồi, tôi cũng thắc mắc. Ăn trộm này nó lịch sự quá trời quá đất à. Nó vô nó ăn trộm nhà người ta, nó lục lọi, nó tìm tòi đủ thứ đồ đạc, nó xáo trộn hết trơn. Cái rồi trước khi nó đi, cái nó dọn dẹp lại ngăn nắp. Ăn trộm lịch sự rồi. Đâu có đâu, ba người tôi dọn đó chứ. Ba người? Thì cái dạ. cậu phòng số 7 á. À có cái cậu có phụ hả? Thơm. Dạ. Con nhịn gì vậy? Dạ không có, con nhìn con coi thử mình còn thiếu sót cái gì nữa không mà con dọn. Dọn nữa hả? Gì? Dạ. À, thôi rồi giờ đi về bệnh chứ ha, không có gì thôi giờ. Thôi đi không có gì, má về em chung cư nghe không? Trưa qua ăn cơm luôn nghe dạ. Anh chị. Rồi thôi má đi nha không? Dạ. Thôi đi con. Con coi con đem mấy cái đồ đó con bỏ vô máy giặt con giặt đi. Cái chuyện từ hồi nãy giờ coi như bỏ qua không có chuyện gì xảy ra hết trơn á, nghe không? Dạ. Còn phụ con nó với cô nữa. Dạ con cảm ơn cô. Để con đi dọn. Cậu hay thật. Vậy là người ta đồn không sai mà. Cậu yên tâm đi, mọi chuyện đã có người khác lo rồi. Còn riêng phần cậu đó, chờ đó, tôi sẽ làm gì với cậu sao? Dạ con chào cô. Có chuyện gì không? Dạ con nghe bác Trí nói là cô tìm người làm nên con tới đây con giúp cho cô. Tôi có giàu có gì đâu mà mướn người làm. Dạ. Nè, chút tao đi đánh bài, mày ở nhà lo cơm nước nghe chưa? Tao về mà không có biết tay tao nha mày. Gì nữa vậy? Dạ. Lại cũng cô nữa. Tôi nói cô đi lộn nhà rồi. Dạ không có, con đi đúng nhà rồi. Tại vì con thấy em nó còn nhỏ mà cô la như vậy nên con quay lại con tính. Chuyện nhà của tôi không cần cô để ý tới. Chị uống nước đi chị. À chị nè, em thấy con Thơm nó cực quá. Chị có cách nào để cho nó đỡ không? Thì tôi cũng thấy như vậy, nhưng mà biết làm sao giờ đây. Vậy chứ hội dưới quê chị làm gì? Tôi đi bán bánh. Sáng thì tôi ra ngoài chợ bán, xong rồi tôi đi về. Còn công chuyện nhà cửa thì vợ chồng Thơm nó lo. Ủa chị bán bánh mà bánh gì? Thì bánh chuối với bánh da lợn á. Ôi vậy thì sao về lên đây chị không bán? Bán cho nó có đồng ra đồng vô cho đỡ. Trời ơi, lên đây rồi làm bánh bán mà bây giờ tôi hỏi cô nè, bây giờ chỗ đâu làm bánh, rồi chỗ đâu nướng bánh đây? Trời ơi, có gì đâu khó. Thì nhà em nè, em cho chị mượn nồi ơn son chảo đó rồi chị nấu. Còn củi lửa bếp ga gì đó, để nước nôi gì đó, rồi chị bán chị có lời ha, rồi cái chị phụ với em. À, rồi sẵn cháu em á, nó phụ lại với chị. Rồi em cũng vậy luôn, thì giống như hùng vốn với chị rồi.
Nhưng mà rồi mình bán ở đâu đây? Trời đất ơi, trước mặt chung cư đó. Ồ, trước mặt chung cư mình đó hả? Ừ. Rồi sẵn đó nè, em nói chị nghe nè ha. Nhờ anh Chí á, ảnh kêu mọi người ủng hộ giùm chó. Ồ, giờ vậy thì được quá ha. Ừ. Còn bây giờ để tôi về tôi hỏi ý kiến là ổng coi sao. Trời, hỏi gì nữa. Em nói nè, tính nhanh nhanh đi nha. Để cho em á, còn phụ bán với chị nữa đó. Chiều chiều á, em ra đó em ăn ké. Alo, tao nè. Ủa, đồng má mày qua rồi sao nữa? Thì tao đánh đủ chứ làm sao. Giờ má tao giận tao luôn rồi. Ai? Vợ mày hả? Chứ ai. Hồi sáng tao làm vậy là sao có buồn thôi. Có buồn con cũng nghỉ việc á thì... Thì chồng cổ cũng buồn nữa chứ. Thôi, về nè. Được rồi, lâu quá anh em mình không đi ra ngoài chơi. Đi chơi không? Chơi sao? Rủ tao hả? Mày có lo nổi cho tao không mà mày rủ tao đi? Yên tâm đi. Hôm nay tao mời mày đi á là mừng tao có việc làm mới. Thiệt không? Ở đâu ra nữa vậy? Bóc giá hay phù hồ vậy? Vậy bạ không? Biết sao không? Cổ thấy tao á, đạn đau ôm cực khổ quá. Cho nên cổ đi xin cho tao được cái việc làm mà biết làm gì không? Lái xe cho một ông giám đốc giàu lắm. Chắc giám đốc cỡ tao hồi đó thôi chứ gì. Mày có thôi chăm chọc tao nữa không? Hả? Nói tóm lại, mày có đi hay không? Ừ, đi đi. Nhưng tao nói trước nha, tất cả mọi chi phí mày lo nha, tao không có dính gì hết trơn nha. Yên tâm đi. Mới sắm cho tao một bộ đồ mới để tao mặc vô hợp với lại ông chủ, hiểu không? Yên tâm đi, bao nhiêu tao lo hết nha. Rồi vậy đi. Ok. 7 giờ tối tao qua tao đón mày. Quyết định. Rồi. Mưa quá trời. Ủa, hôm nay giọng chị sao vậy? Chị bị cảm mấy bữa nay rồi, chưa có hết. Em á thì đồng hương với chị, nhưng mà em lên đây thì lâu rồi. Mà hình như chị thích trồng hoa lắm phải không? Ừ, chị thích trồng hoa từ nhỏ, coi như là hoa là bạn của chị đó. Vậy hả? Ừ. Mà đôi khi chị buồn, chị vui gì á thì chị cũng nói chuyện với hoa hết á. Đôi khi ông xã của chị còn ghen với chị nữa đó. Vui vậy hả? Chắc ông xã chị dễ thương như chị vậy ha. Ông xã chị giống con nít lắm. Mà ảnh có ở đây với chị không? Em có bạn trai chưa? Em có rồi chị. Ảnh dễ thương lắm. Hồi đó em thì làm công nhân, ảnh thì chạy xe ôm, hai đứa em quen với nhau. Mà lúc em mới lên đây á, em cũng mới quen ảnh giúp đỡ em nhiều lắm. Hôm nào có dịp em giới thiệu ảnh cho chị. Vậy đó hả? Rồi hai người có tính gì không? Ảnh yêu em lắm, mà em còn lo cho gia đình ở dưới quê á, cho nên em chưa có tính đến. Mà chị, hôm nào rảnh chị dạy em trồng hoa với ha. Em cũng thích lắm, em thấy chị trồng em quá. Trồng hoa thì nó như con nít vậy đó. Nếu mình thương nó đó, là nó sẽ nở đẹp, nó sẽ ở với mình. Thì mai mốt em rảnh đi, lên đó chị dạy cho em trồng hoa ha. Ủa, chị chưa có con mà sao chị so sánh ngộ vậy? Không phải, tại hồi ở dưới quê đó, chị là cô giáo chăm trẻ. Nên chị thích trồng hoa là vậy đó. Xin lỗi chị. Alo. Dạ, tối em tới liền dạ. Bạn trai gọi hả? Dạ. Vậy thôi, chị đi về trước nha. Dạ, chị về. Em cảm ơn chị. Không có gì đâu, chị đi nha. Dạ, chị đi.
Ông thấy làm sao ông? Không, tôi thấy ý bà Lan hay á nha. Bà buôn bán vậy có đồng ra đồng vô nè, phụ với con Thơm. Ờ, nếu mà được như vậy á thì tôi sẽ đi chợ, rồi tôi mua mấy thứ cần thiết để chuẩn bị. Rồi, tôi sẽ nói cho nhiều người qua ủng hộ cho bà. Với lại mỗi ngày nè, tôi sẽ qua tôi mua ủng hộ con cái. Trời ơi, ăn hoài không ngán sao trời. Ừ, chưa biết tài nghệ bà sao nha. Bà mà nấu ăn ngon nữa ha, ăn hoài không có ngán. Nè nghe, cái này là ông hứa đó nha, nếu mà ngon đó ngày nào tôi cũng bắt ông ăn một cái hết đó. Chà, vậy phải suy nghĩ lại rồi nha. Có ngon cũng phải chê, chứ bắt ăn hoài chắc chết. Mà không ăn cũng chết. Giữ sức khỏe nha. Chuyện gì, chuyện gì? Nói chuyện với chồng cả tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ còn thở dài làm sao? Bởi vậy mới nói em quen sống cái cảnh á không có chồng lâu rồi, vậy mà mỗi lần nhắc tới chồng mỗi là nhớ, nhớ hoài, nhớ anh nhiều lắm, ước chi mình có đôi. Trời ơi em thiệt á, người phụ nữ nào cũng vậy hết á, ai cũng nhớ chồng hết trơn á, không phải mình em đâu. Mà công nhận á, càng ngày em càng phục chị ghê vậy đó. Phục chị chuyện gì? Thì chị một thân một mình ở dưới quê lên, sống xa chồng, làm đủ việc để kiếm sống. Vậy mà lúc nào chị cũng có lòng tin vào chồng mình, tin tưởng vào chồng mình. Em cũng vậy, chồng em đi xa, em cũng ở nhà một mình lo cho con nè, em không thấy sao? Nhưng mà em không có được như chị đâu, thiệt á. Với lại hả, em nghĩ nếu mà em là cái hoàn cảnh của chị á, chắc chắn em giống Lan. Lan? Lan nào? Con không phải là du khách đẹp mà tên thiệt là Nguyễn Thị Lan. Nhưng mà chồng của em đâu phải tên đẹp đâu. Vậy chồng chị tên đẹp? Chồng của chị tên là Vũ Khắc Điệp. Ồ, thì ra là Lan. Ôi mô Phật. Còn nghe má con nói kìa. Ôi chết cha, vậy là Nhật Trình ghi lộn rồi. Em lại giỡn nữa rồi. Mẹ kia, mẹ kia, mẹ kia. Á, coi chừng nó. Á, mẹ. Thơm. Anh đi chợ hả? À, ừ. Anh đi mua đồ ăn về làm cơm tối. Với lại để sáng em làm đồ ăn sáng luôn. Cái bộ anh cũng giỏi quá ha. Đâu có gì đâu, vì Cúc bận quá mà. Thôi anh đi nghe. Ừ. Để con giúp cho. Sao con làm rớt hết vậy? Trời ơi là trời. Bây giờ mày mới đi chợ, muốn cho tao nhịn đói phải không? Dạ, con lo thi học kỳ nên con không để ý. Trời đất ơi, mày mà đi học hả? Tao nói một đàn mày trả lời một nẻo hả? Mày muốn cãi lại tao phải không? Cô à, em nó lo học mà cô. Em nó còn nhỏ mà cô, tội nghiệp em cô. Tội nghiệp cái gì? Nó đi học hả? Má nó học đó, giỏi lắm, mới sanh được cái mụn này nè. Trời ơi, xấu như quỷ vậy đó. Cô nói như vậy á, tội nghiệp em lắm á cô. Tội nghiệp hả? Từ ngày có mày á, mang lại cái xui xẻo cho tao không hả? Từ lúc nó về đến giờ đó nha, tôi quýnh bài tôi thua hoài vậy đó. Trời đất ơi, không gỡ được đồng nào, sạch trơn túi luôn. Đi mày. Cô ơi, còn nữa nè cô. Không. Tối nay đi đâu về đây ca? Ừ. Tối nay đại ca sẽ dẫn đệ tới những cái chỗ mà đó vui vẻ. Chỗ mà thường chúng ta ưa tới đó. Có mấy em gái rất là dễ thương đó hả? À, cái chỗ âm hồn cốc của bà Năm đó chứ gì.
Đúng rồi, đúng rồi. Bà Năm đó, bà Năm điều đào, bà khoái đại ca lắm đó. Nó bậy, bà khoái đệ chứ khoái đại ca đâu. Bà tuy là lớn tuổi nhưng mà mở hơi nhiều, khoái đại ca. Thôi đừng nói nhiều nữa. Tiểu đệ, lẹ đi. Đi. Tới giờ rồi. Thôi lên đường. Lên đường. Let's go. Đi. Cái lượt cái đầu không? Khỏi, có tóc rồi mà chạy. Đi đi. Khoan. Giờ một chút. Gì nữa? Đồ ghê. Thôi mà. Đi trong cái khu vực này phải xài mấy cái này. Ra khỏi khu vực này mới có quyền tháo nó ra. Để à, ăn mặc như vậy là được rồi. Thôi mà. Phải vậy thôi, hoàn cảnh trong lúc này phải vậy thôi. Thông cảm đi. Sau cơn mưa trời lại nắng. Rồi ok. Vậy chúng ta lên đường thôi phải không? Đi. Đi. Đi tiểu đệ. Hay da, tối quá đi. Ra hải ngoài hãy đeo. Đi. Alo, bà xã hả? Cơm tối sắp xong rồi, em về là ăn liền đó. Còn nóng hổi. À, vậy hả? Rồi rồi. Không sao đâu. À, mà em... Alo, em hả? Em... Ê, hết chỗ nhậu sao vô cái nhà hàng sang quá mày? Trời ơi, có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi, gì đâu. Mày lo gì? Đồ ăn đây chắc mắc lắm. Mắc hay không mà tao lo. Mày lo làm chi? Mày biết mày lo, nhưng mày là bạn tao. Nhiều khi đồng tiền của mày lo tao cũng đau lòng lắm, chứ đâu phải là tao ăn uống ngon con. Có một điều cái nè, nào? Tao đang lo nữa nè. Lo gì? Lo là tao sợ mọi người xung quanh tao nói tao ngồi đây nhậu với thằng khùng. Vì mày đừng có đãi tao nhậu, nó nặng nó nhẹ tao có thích. Mày nghĩ sao vô đây rồi mày còn che khẩu trang mày đeo kiến là sao? Rồi tao phát hiện tao sao? Trời ơi, cái người mà tìm mày là toàn là giới bình dân không ha? Ha? Còn đây là chỗ người ta cao cấp, người ta sang trọng. Ai mà tìm mày cho mày làm mày lột đồ ra đi. Làm sao biết được? Người bệnh hơn chữa bệnh mày ơi. Tao hứa mày tao dẫn vô đây là tao ăn gì cũng được vậy, tao dở lên về tao ăn. Thôi vậy mày ăn vậy đi. Khùng quá, bỏ ra đi không sao đâu. Bỏ ra đi. Mày bởi vậy dẫn tao đi ăn nhậu mà mày khó khăn quá. Đi, bây giờ mày ngồi nhậu cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái đi mày. Đi ở ngoài đường đó mày làm gì thì còn được. Nó vô đây rồi mày sợ gì nữa. Kiếm quán bình dân ở ngoài vỉa hè được rồi. Dạ. Vô đây chi cho nó tốn tiền đúng không? Dạ, dạ em biết anh ơi. Má đã nói với con rồi, đừng có gia vô mấy cái nhà đó nữa con à. Má à, nhưng mà con muốn giúp cho em. Con ơi, cái gia đình nó rắc rối lắm con ơi. Trời đất ơi, ở đây ai cũng thấy, ai cũng biết hết trơn á. Mà không ai dám nói gì hết, con thấy không? Đó, cái gia đình gì mà kỳ cục quá trời quá đất à. Đây này, hồi sớm mơ này nè. Má thấy bà dắt con nhỏ đi học. Mà trời ơi, cái miệng của bà đó ngang. Tao nói bà chửi con nhỏ xối xả luôn vậy đó. Thôi, đừng có làm con à. Nhưng mà... Bây giờ con muốn giúp mà con giúp làm sao đây? Thôi, đừng có dây vô nữa. Tính thêm việc nữa hả? Cực lắm con ơi. Nhưng mà con thấy em nó còn nhỏ mà nó làm hết công chuyện nhà như vậy. Rồi nó còn đi học nữa má. Rồi giờ sao đây? Tính làm việc không công phải không? Có nghĩa là con tính vô rồi con dạy dỗ cho nó học hành, rồi con lo việc nhà việc cửa cho nó nữa phải không? Đó, bây giờ con thấy nè. Bây giờ hết cái chung cư này nè. Bây giờ ai con cũng giúp hết trơn rồi. Con giúp tới bao nhiêu đây? Má nói không được là không được. Nhưng mà con thấy em nó... Rồi, vậy là tính làm việc không công thiệt rồi đó. Nhưng mà...